Tin quốc tế tối 24 tháng 9 Nga tấn công thị trấn Puleda của Ukraine giúp cho biết 60% linh kiện nước ngoài trong vũ khí Nga ở Ukraine đến từ Trung Quốc Tạp chí Forbes đưa tin Nga chia hơn 1 tỷ USD mỗi tháng để sản xuất hỏa tiễn và UAV Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh Đài Loan nói Trung Quốc mới là nước hậu thuẫn tin tặc Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế tối thứ ba ngày 24 tháng 9 của Đại kỷ Nguyên. Ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Thưa quý vị, theo các blogger chiến tranh và phương tiện truyền thông nhà nước Nga, lực lượng Moscow đã bắt đầu tấn công thị trấn Vuleda, miền đông Ukraine, Ông Yuri Polodiyaka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine cho biết, các đơn vị Nga đã tiến vào Vuleda, cơn bão của thị trấn đã bắt đầu, nhiều blogger chiến tranh thân Nga đã xác nhận cuộc tấn công. Phương tiện truyền thông nhà nước Nga cho biết thị trấn Vuleda đã bị lực lượng Nga kiểm soát trong thế gọng kìm và các trận chiến đang diễn ra ở phía đông của khu định cư. Thị trấn Vuleda nằm trên đỉnh đồi ở vùng Donetsk, nơi mà một số người coi là pháo đài vì khả năng chống trả bền bỉ trước cuộc tấn công của Nga. Một đoạn video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy một thị trấn đang chịu hỏa lực pháo binh hạng nặng. Theo nhiều bản đồ nguồn mở, vào tháng 8, lực lượng Nga ở miền đông Ukraine đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong hai năm, mặc dù Ukraine đã đột kích vào khu vực Kursk nhằm buộc Moscow phải chuyển hướng quân đội. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24 tháng 9 cho biết, Nga đã nối lại nỗ lực chiếm giữ các vị trí của Ukraine gần Pavlivka và Buleda nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Thông tin từ Cố vấn Tổng thống Ukraine Vladislav Vlasiuk cho biết vào ngày 24 tháng 9 rằng khoảng 60% vũ khí thông thường và linh kiện do nước ngoài sản xuất đến từ Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là vấn đề lớn nhất và đã thảo luận với các nhà sản xuất về vấn đề này. Các linh kiện quan trọng cho giám sát UAV và hòa tiễn cũng đến từ Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Sĩ và các nước phương Tây khác. Mặc dù Nga và Trung Quốc có mối quan hệ thương mại chặt chẽ, nhưng Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào và không liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hơn 2 năm trước, Moscow đã bổ sung cho quân đội bằng vi mạch và chất bắn dẫn từ phương Tây, bất chấp các lệnh trừng phạt. Ông Vladislav nhấn mạnh rằng EU cần làm nhiều hơn để ngăn dòng chảy sản phẩm phương Tây, bao gồm trừng phạt công ty hạt nhân Rosatom của Nga. Ông cũng cho rằng EU nên nhắm vào hạ tầng hậu cần của Nga như sân bay và cảng biển, cũng như các tổ chức tài chính hỗ trợ giao thương. Ông cũng đề cập đến một gói trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ngành công nghệ thông tin đã cho thấy hiệu quả từ tháng này. Thưa quý vị, Nga chi 1,1 tỷ USD mỗi tháng cho sản xuất hỏa tiễn và 100 triệu USD cho UAV. Theo thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine, tỷ lệ sản xuất trung bình ở Nga là từ 132 đến 171 hỏa tiễn mỗi tháng. Cụ thể, Nga chi 585 triệu USD cho hỏa tiễn hành trình KH-101, sản xuất 45 chiếc trên một tháng, và 228 triệu USD cho Calib, 35 chiếc trên một tháng. Ngoài ra, Nga chi 38 triệu USD cho hỏa tiễn Skander sản xuất ít, và 13 triệu USD cho Onyx. Đối với các hỏa tiễn đạn đạo, Nga chi 135 triệu USD cho Skander M, 45 chiếc trên một tháng, và 60 triệu USD cho Kinzo, tối đa 6 chiếc một tháng. Đồng thời, Nga sản xuất hơn 500 UAV tấn công với chi phí khoảng 100 triệu USD mỗi tháng. Thưa quý vị, Israel đã tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon vào ngày 24 tháng 9, sau khi Hezbollah tấn công các cơ sở quân sự ở miền bắc Israel. Cuộc xung đột này xảy ra trong bối cảnh Israel trải qua ngày đẫm máu nhất trong nhiều tập niên. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah sau khi nhóm này gây ra cái chết cho 558 người tại Lebanon. Hezbollah cũng tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Israel, bao gồm một nhà máy thuốc nổ và sân bay, Megiddo. Tình hình căng thẳng gia tăng khiến lo ngại rằng Hoa Kỳ, đồng minh của Israel và Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hezbollah và Houthi có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột lớn hơn. Đài Loan nói Trung Quốc mới là nước hậu thuẫn tin tặc. Ngày 24 tháng 9, các quan chức Đài Loan cho biết Trung Quốc mới là nước hậu thuẫn tin tặc, không phải Đài Loan, và các cáo buộc từ Bắc Kinh về nhóm tin tặc Anonymous 64 do Đài Loan hậu thuẫn là tin giả. Trước đó vào ngày 23 tháng 9, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyên bố nhóm này đã tấn công mục tiêu ở Trung Quốc và kêu gọi báo cáo các hành vi phá hoại. Họ cũng công bố hình ảnh ba người Đài Loan mà họ nghi là thành viên của nhóm. Đài Loan thường xuyên phàn nàn về việc trở thành nạn nhân của tin tặc và thông tin sai lệch từ Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cố Lập Hùng khẳng định Trung Quốc mới là nhóm tin tặc chính trên toàn cầu, thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Đài Loan và các quốc gia dân chủ khác. Thủ tướng Đài Loan Trác Vinh Thái cũng cho biết Trung Quốc đang phát tán tin giả nhằm tấn công Đài Loan và kêu gọi phản ứng mạnh mẽ với những cáo buộc này. Theo các nhà kinh tế cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu ở Trung Quốc là bước khởi đầu nhằm lấp đầy thâm hụt lương hưu và củng cố lực lượng lao động nhưng vẫn còn nhiều thách thức do nền kinh tế chậm lại. Dân số già nghiêm trọng ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng hơn bởi chính sách một con, khiến số ca sinh giảm xuống còn 9 triệu, trong khi dự báo dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm dần gần 40% vào năm 2050. Lo ngại về lương hưu và việc làm, các nhà lập pháp đã nhanh chóng thông qua chính sách này, nhưng hệ thống lương hưu đang chịu áp lực tài chính. Với nhiều khu vực thâm hụt, 1 phần 3 khu vực tỉnh dự kiến sẽ cạn kiệt lương hưu vào năm 2035. Thời gian góp lương hưu sẽ tăng từ 15 đến 20 năm từ năm 2030, khiến nhiều công nhân khó đủ điều kiện nhận lương hưu. Theo các nhà phân tích cảnh báo rằng, cải cách cần phải quản lý rủi ro xã hội, đặc biệt là liên quan đến nhân khẩu học và bất bình đẳng thu nhập để thực hiện thành công các cách thay đổi này. Bà Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng của Natixis, phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, họ cần giải quyết vấn đề lương hưu ngay bây giờ vì đây là thời điểm họ vẫn còn một số tăng trưởng để tài trợ cho khoản thâm hụt. Bà nói thêm rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại từ khoảng 8% vào đầu những năm 2000 xuống còn khoảng 5% hiện nay và có thể giảm xuống còn 1% sau năm 2035. Stuart Christel Boston, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho biết, việc mở rộng khung thời gian đóng góp hơn nữa đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng hiện tại của nền kinh tế có thể khiến nhiều công nhân lao động khó đủ điều kiện nhận lương hưu hơn. Emanuel nhà phân tích tại Gekko Dragomir cho biết tác động tài chính ban đầu từ việc tăng tuổi nghỉ hưu có thể sẽ không đáng kể vì việc tăng này chủ yếu là tự nguyện. John Wang nhà phân tích tại Moody Rating cho biết luật mới có thể gây ra rủi ro xã hội do những thách thức về nhân khẩu học và bất bình đẳng thu nhập của Trung Quốc. Ông nhận định việc thực hiện thành công các cải cách về tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào việc quản lý rủi ro chẳng hạn như kỹ năng của người lao động, các công việc hiện có và khả năng thích ứng của họ với sự phát triển của công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị, mới đây chính phủ Hàn Quốc vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên sinh 5 bé bằng phương pháp tự nhiên khi Sakung Hiyaran, một nhân viên giáo dục, sinh ba bé trai và hai bé gái tại bệnh viện Saint Mary ở Seoul. Các sinh này rất hiếm gặp trên toàn thế giới. Do số lượng thai nhi lớn bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai ở tuần thứ 27 thay vì tuần thứ 28 như thường lệ. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chúc mừng và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ. Cặp vợ chồng sống tại Tung Tu Seo sẽ nhận được hơn 170 triệu won, tương đương 127.000 USD trợ cấp từ chính quyền địa phương theo chính sách khuyến khích sinh đẻ. Hàn Quốc hiện có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, 0,72 trong năm 2023, tiếp tục giảm trong 4 năm liên tiếp. Thưa quý vị, Mục tin quốc tế của Đại kỷ nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.